chào tất cả các bạn đến với kênh của Begood Hành. Trong ngày hôm nay mình cũng sẽ được mời gọi là tham gia một cái game show rất là nổi tiếng trên Roblox nữa ốc ạ. Quá hay luôn. Đúng à, YouTuber nổi tiếng có khác. Đây là mình và ốc đi tham gia game show này nhá. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Nhưng mà game show này nghe tên rất là ghê luôn. Đừng để bị loại bỏ. Game show nào mà chả bị loại, người thua là bị loại, đúng rồi. Đúng, anh đúng. Sẽ là người bị loại. Em bị loại, sang đi, sang xem ai là người bị loại. Anh sẽ là người bị loại. Đây, tên game này đừng để bị loại bỏ. Hình như đây là người dẫn chương trình của chúng ta, trông như một cái que kem các bạn ạ. Người dẫn chương trình của game show người ta gọi là host cho Bê Quy Thành. Ờ, đây rồi, đây. Bây giờ là chúng ta sẽ phải vào khu vực này các bạn ạ. Ô, chờ tí. Ờ, nhưng anh chưa vào đâu, bây giờ chúng ta sẽ khám phá xung quanh đây. Ở đây có cửa hàng game pad các thứ này các bạn này. À, để xem nào. Trong này bán cái gì? Cú đấm. À, có thể khiến bạn ở phía xấu của mọi người. À, mình đấm bạn, đấm được mọi người à? Ai à, ghê đấy. Cái này là đội với bạn bè, nghĩa là mua cái này là mình sẽ cùng đội với ốc, còn không thì chưa biết là đội với ốc hay không. Thôi rồi, mình sẽ chơi không có gì nhá. Mua thì lại không cân bằng. Đó, bây giờ ốc đâu rồi? Đây rồi. Anh phải gọi là ngoan xinh yêu đâu rồi? Ngu ngốc đâu rồi? Ơ, sao lại ngu ngốc đâu rồi? Bây giờ là 15:20 vào luôn đi ốc ơi. Đây, ơ kìa, em vào rồi. Anh vào rồi. Đâu, em chỗ nào? Em vào rồi. Yes, chúng ta nhưng được mà không vào tham gia game show. Rồi, bây giờ là một phần của chương trình trò chơi phi thường nhất trên hành tinh. Ông này đang giới thiệu nha các bạn. Ông này trông như cái que kem ấy. Các đội chiến thắng sẽ được bảo vệ khỏi bị loại, nghĩa là không bị loại nữa các bạn. Đúng rồi, và chúng ta sẽ chơi theo cặp đôi phải. Sử dụng thời gian này để làm quen với nhau đi. À, chào các bạn nha, tôi là đội đỏ, ốc là đội gì? Ốc cũng là đội đỏ này. Ờ, nghĩa là đội nào thua thì người ở trong cái đội thua đấy sẽ bị loại dần đi, loại dần đi. Đừng để đội mình bị nhiều thua. À, thế à? Đánh người khác bằng quả bóng, nhưng đừng để là người khác đánh mình. À, bây giờ ném bóng sang đội bên kia. Đúng không? Đấy, đúng rồi. Ô, lấy bóng mà lấy bóng ở đâu ấy? Một, phí một cái đây không thấy à? À, ừ. Ui giời, ốc kém quá thế này, ốc cùng đội mình là hỏng rồi. Ném đi các bạn ơi. Ồ, tấn công được kìa ốc ơi, tấn công được. Ồ, thế mà mình không biết, mình cứ đứng kia ném. Yes, đội đỏ thắng rồi ốc ơi, đội mình thắng rồi. Yes, yeah, đội mình thắng rồi, mình còn chưa ném được quả bóng nào, mình đã thắng các bạn ạ. Ốc đùa hay. Trời, được hay rồi quá. Vậy anh... là trò này loại hẳn một nửa luôn đấy. Ờ, bây giờ là bên đội kia khéo bị loại rồi. Bây giờ màu xanh dương phải đối mặt với việc là loại bỏ. Thấy chưa? Mình an toàn này các bạn ơi. Ờ, mình thắng mà, đội mình thắng nên đội mình sẽ không ai bị loại cả. Yeah. Yes, đội xanh dương xong đời rồi. Lêu lêu lêu. Lêu. Rồi đây. Đội xanh dương là người ngồi lên khán đài xem. Khán đài đâu, đội xanh dương bay vào trong này này. Bây giờ sẽ có một người ở trong đội xanh dương bị loại. Thế á? Ờ, nếu mà đội mình tí thua một trò nào đấy, đội mình cũng sẽ đứng hết vào đây và có một người bị loại. Ồ, mình cũng muốn xem các bạn ơi. Bây giờ quyết định nằm trong tay của đội xanh. Ai sẽ là người bị loại? Bây giờ vote. Vote một người bị loại. Tí mọi người thấy em chơi gà quá, mọi người sẽ vote em đâu. Ôi trời ơi. Không đâu, mọi người không vote em đâu. Ok, ai đây? Ui, bạn kia an toàn rồi. Bạn kia cũng an toàn. Rồi, nhiều bạn an toàn quá, thế bạn nào bị loại đây? À, nó đang chiếu những người an toàn. Và có một người chuẩn bị loại rồi. Có một người không safe. Bạn này này, bạn áo đen này này, bị loại rồi. Chết rồi, áo đen thôi. Áo đen này bị loại này, trên đầu không có chữ safe. Ờ, không có chữ an toàn. Ôi, đấy, sao mày... rồi? Không, an toàn nốt, an toàn nốt, an toàn nốt, an toàn nốt rồi. Thế còn bạn nào? Ôi. À kia, bạn kia kìa. Ờ, à, ôi ôi, nhìn cái mặt ông kia, ông ơi, mày chết chưa, mày chết chưa. Hỏng rồi, sợ quá. Ông hot kia, ông bảo mày chết chưa, kinh quá các bạn. À, mình cứ tưởng toàn bộ đội xanh bị loại, nhưng thực ra chỉ có một người trong đội đấy bị loại thôi. Đúng rồi, loại dần dần, có nhiều trò mà. À, trò này là trò gì đây? Đầu tiên phải an toàn, chúc may mắn. Ồ, nhảy đến kìa. Ai là đội nào là đội về trước sớm nhất? Ok, đi thôi. Bắt đầu thôi mọi người ơi. Chết rồi. Nhảy lên. Em bị mắc nè. Ôi, giờ ơi. Ôi, thôi xong tôi rồi. Cẩn thận các bạn ơi. Ui. Cái đấy nhỏ. Ờ, cứ bị rơi xuống rồi, khó chịu quá các bạn ơi. Mắc chân nó kia, tôi xong rồi. Ok. Sau khi đã làm quen được thì mình bắt nhịp. Ôi, vẫn rơi các bạn ạ, xong rồi. Ôi, mình cũng lại rơi, cay ấy nhở. Bị tâm lý ấy các bạn ơi, còn 40 giây nữa thôi. Đội đỏ được 3 người rồi.
Đội bảo là đội mình đấy. Ôi đại rơi, nó cứ mắc chân chưa thôi. Và lại ôi đội xanh thắng rồi. Ông kia. Ông ơi, đội xanh 5 người rồi. Chết rồi, còn hai đứa mình ở đây thôi, Bê Quý Thành ơi. Hai đứa mình bị áp lực. Đúng rồi, áp lực quá các bạn. Ơ kìa, nó cứ bị dập lại ấy. Chết rồi, mọi người sẽ vote em nha mà xem. Được. Yes. 5 người thôi, ông ơi. Bạn kia nhảy sang đi. Ông còn bình tĩnh thôi. Hết rồi, 1 giây rồi. Đội đỏ thắng, yes. Đội đỏ thắng à? Đội đỏ thắng. Yes. Quá được luôn. Được của nó đấy. Trời ơi, cái bị cái chỗ này nó cứ bị làm sao ấy. Thôi được rồi, mình cũng đằng nào mình cũng an toàn các bạn ạ. Mình kệ đi. Đội đỏ là team mình quá hay luôn. Gọi là ốc được gánh đó. Được, rồi, team mình hay bây đấy. Giờ là đội xanh đã bắt đầu thảo luận về một người bị loại trong đúng chương rồi. Trình ngày hôm nay. Game show của ông gọi là hot hình cái kem. Ông hình cái kem mà em tưởng thì ông hình con rán. Cái kem đấy, cái trên tường đấy. Người ta vẽ này, đấy rồi, bây giờ là nhìn ông ấy đi ra kìa. Ấy, mặt ông kinh chưa? Được rồi. Có vẻ như đội xanh đã thua. Lại thua rồi. Bây giờ đã đến lúc đội của bạn quyết định ai là người bị loại. Suy nghĩ cẩn thận nha. đội xanh sắp lại hết rồi, đội đỏ vì còn nhiều quá. Bạn đã an toàn. Những người đặc an toàn đã chuẩn bị thực xuất hiện. Người đúng không rồi. An toàn sẽ bị ông ấy bế vứt vào cái lỗ ở giữa sân kìa các bạn kìa. Thật ra hình như không phải là được vote đâu mà ông ấy chọn ra ấy. Đúng không? Anh cũng không biết, hình như mọi người vote tí. Mình đội mình thắng nhiều quá còn chưa biết là ai sẽ bị loại. Còn không biết cách loại là thế nào các bạn ạ. An toàn. Thôi bạn nào tím kia bị loại rồi. Tôi đã chơi khăm bạn, bạn không thực sự bị loại. À nó tròn nữa, ông kia ông tròn nữa ông ạ. Ờ đúng rồi, đây này, bạn này mới bị loại bạn ơi à. Nhìn mặt ông ghê cả. Ông ấy ném xuống hố đúng không? Bạn bị loại rồi, nhìn mặt ông ấy dài như kinh quá các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ đến với trò chơi tiếp theo. Game show không đùa được đâu. Đúng. Sao còn 3 người ở đây vậy? Ai mà biết được. Đội mình đông mà. Đội mình vừa đông vừa khỏe luôn. Ok, ông ấy ra này. Các đội đã được xáo trộn hả? Xáo trộn nhỉ? Đúng rồi, nhưng Bê Quý Thành và Úc vẫn là một đội. Nói lời xin chào đi. Chào những người bạn nha. Chết tôi. Bê Quý Thành và Úc vẫn dính với nhau các bạn ạ. Chính xác nha, em vào đội anh học hết. Ô, rồi gì đấy? Màu tiếp theo, bước vào màu gạch chính xác trước khi là đội cuối cùng chiến thắng. Sao? Ủa là sao? Ủa? Chưa hiểu cho này. À đội màu đỏ. Màu đỏ. Ơ mình thắng rồi. Đội đỏ thắng rồi. Đâu, những người chiến thắng đang ở trên này. Hay là thua đấy? Thắng chứ. Đội đỏ đang thắng, đội đỏ đang ở được 3-0 rồi. Cố lên đội đỏ ơi. Mình đang thua à? Đâu, đội đỏ được 3 kìa. Thế thì mình bị loại nè. Hai đứa mình bị loại vì hai đứa mình không hiểu gì về luật các bạn ạ. Đâu. Ôi đỏ lại thắng luôn. Đỏ thắng, mình dẫm đúng rồi. Mình dẫm đúng à? Thì mình được nhất cái đây à? À đâu, khu vực thua cuộc. Mình thua. Mình thua cuộc cái được gánh à? Không biết chơi ấy các bạn ơi. Không được an toàn. Yeah. Bây giờ đội xanh loại bỏ, ba đứa kia loại bỏ đây một đứa thôi. anh gọi là chơi quá hay. Ốc thì còn chả hiểu vì sao mình được thắng. Đó, đúng rồi. Cười. Anh cũng thua mà. Kệ anh hiểu. Anh hiểu. Rồi. Hiểu sao thua. Rồi ba bạn nha. Thua rồi anh mắt lại bảo hiểu. Lần này đội khác đang chọn người loại. Chúc may mắn. À đội mình được hai chọn. Hai đội à? Mình được chọn. À chọn đứa nào đây? Đứa nào đấy không? Chọn đứa tóc xanh đi. Tóc xanh hả? Không, chọn cô gái đi. Gì thế? À thôi được rồi. Chọn tóc xanh đi. Ok, chọn tóc xanh nha. Để bạn, cô gái để còn chơi chứ. Bạn tóc xanh bị loại. Ô, một bạn chọn quá thoát rồi. Oh, no. Một bạn chọn quá thoát rồi. Còn hai bạn thôi. Ồ, an toàn rồi. An toàn, đây bạn thế tóc xanh đi. Rồi. Bạn tóc xanh đi rồi. Bạn này đi rồi. Bạn tóc xanh ngừng, xin mình biết cô. Cũng an toàn nốt. À không, lừa. Bạn nữ bị loại. Lừa rồi. Ông bị lừa. Ông bị lừa, các bạn ông không làm theo ý mình hay sao ạ? À, anh hình như anh bấm vào bạn tóc xanh mà.
xanh với bạn nữ, em bảo bạn tóc xanh bị loại, bạn tóc xanh chẳng rồi. Biết được nữa, mình bấm ớt, thế là còn ba đứa mình thôi. À, thôi xong rồi ông ơi. Đội là một điều của quá khứ, đó là miễn phí cho tất cả. Nhưng điên trò... à, sao lại dịch như thế? Đội, nhưng... chơi cho đội chỉ là quá khứ thôi, bây giờ lại chơi riêng lẻ. Đấy, túm lại bây giờ là không còn đội đội gì hết. Mỗi đứa một chỗ, ai thắng là người vô địch. Thế thôi. Dịch thế, dịch lại còn đúng là vô dịch. Ôi. Nhấn các mũi tên chính xác sẽ được thêm vào mỗi vòng tay là sao? Người chơi có trí nhớ tốt nhất sẽ giành chiến thắng. Ồ, là sao? Chết rồi, mình không hiểu cách chơi của trò này. Em cũng không hiểu. Toàn sống. Toàn thật rồi bố em. Ok, bấm, hiểu. Các bạn bấm đúng cái ghi nhớ ấy. Yes. Cực tập trung, đừng nói gì cả. Tức là nói loạn nên đối thủ không ấy được. Không đồng đội gì hết. Chơi bị loại luôn mà. Im. Càng quá các bạn. Yes. Ông cũng khẳng à? Khẳng quá các bạn ạ. Bruh. Sao ơi? Oh my god. Chết rồi, ăn nhầm cái kia. Bấm nhanh quá. Vậy là mình là người chiến thắng ngày hôm nay. Toàn rồi các bạn ơi. Leo leo hai người thua cuộc à. Cày thế nhỉ. Bây giờ bỏ phiếu loại nào. Bỏ phiếu gì nữa, hai người thua rồi còn đâu mà bỏ phiếu. Còn bỏ phiếu kìa. Thảo bỏ luận. Phiếu hả? Ờ, bây giờ cho loại tóc xanh không nhá. Một bạn trình diễn nghèo nàn đã được đưa bạn vào đây để cho bạn thua cuộc. Một bạn trình diễn quá nghèo nàn. Mình sẽ vote ok nể tình Bê Quy Thành, mình vote bạn áo tí. Trời ạ. Anh phải cảm ơn em đi, sau hôm nay anh phải mời em trà sữa. Nhưng biết đâu vote là người được sống. Hả? Thì em vote người bị loại mà. À, hai người an toàn tối nay, đừng bấu. Chê tỏ khéo với lửa. À, bạn kia bị loại thật à? Yes, đốc là đôi của tôi, và hiểu chưa? Chúng tôi chơi đều, hiểu chưa? Ok, bây giờ đến chồng cuối cùng. Vẫn còn đối đầu đấy ông ạ. Ok, chúc mừng những người cuối cùng ngày hôm nay. Hình như chúng ta sẽ được một bữa tiệc với Quy Thành ạ. À, đây này, chúng ta sẽ ăn cái gì ấy. Ăn đi. Ông phá bàn. Ông dẫn chương trình ấy, ông phá bàn, ông không ăn. Ăn xong. Ông không biết ăn. Ấn bây giờ vào. Mới ăn. Ông dẫn chương trình, ông phá bàn. Loại ông đi, tôi giành vị trí top 1. Bê Quy Thành không có ốc còn đâu mà top 2. Tí nữa biết điều thì nhường em ấy chưa? Không hiểu. Chơi là phải sòng phẳng. Kia sòng là sòng phẳng gì? Nếu chủ em đã loại anh rồi. Loại anh thì em phải đối đầu với bạn kia. Đấy không được. Rồi đấy. Trò này trò gì đấy? Cái lợi dùng mối quan hệ người quen để vào vòng trong mà lại còn bày đặt công bằng các bạn ơi. À đây rồi. Gì đây? Rồi xin chào các bạn đến với chương trình ngày tối hôm nay. Rồi không biết là nay chúng ta sẽ chơi cái trò gì. Ôi trời ơi. Hả? Bê Quy Thành chiến thắng game show. Ơ à, cúp trên đầu kìa. Yes. Ông ấy vốn tự nhiên ông vốn đã bị loại. Bê Quy Thành được cúp. Ơ à, tự nhiên mình được cúp luôn. Hiểu sao mình được cúp luôn á. Ơ à. Yeah, thu thập gà vàng, thu thập túi vàng.
rồi, trời ơi. Ông trời ơi, ông trời ơi, tạm biệt, cái video này, trời ơi, cái trò này không đúng. Yes, cảm ơn nhá, ông biết chọn người ấy, tôi chính là YouTuber bên này nhá. Cảm ơn, ok. Các bạn có thể tải trò này về chơi hoặc là vào trong Roblox để chơi trò này khá là vui, rủ bạn bè bạn nữa chơi cực tuyệt vời. Và các bạn chơi có một người có khả năng hên xui không? Đây quả cuối mình không biết mình sao. Mình nên loại mình lại đi các bạn ạ. Trời ơi, đây là đấy. Loại em là anh đi khéo bạn kia vô địch, nhưng mà số em không được vô địch đâu. Anh trình độ cao. Số em vô địch đầu anh á. Rồi vậy là cảm ơn ông gọi là hot hình kem ốc quế, gọi là mình không biết ông này được hay cái, ông ấy còn đi dạy guốc con gái nhưng mà mặt ông vẻ như là con trai có dâu. Trông cực kỳ là buồn cười. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn trong video sau. Hôm nay Bill này đã chiến thắng game show ngày hôm nay. Cho Bill này một tràng vỗ tay. Nice. Ông mới là người chiến thắng chứ. Bye bye. Cậy thật đấy.